Chào các bạn, ở đây mình đang trên tay cho các bạn xem cái ổ tên là HyperDrive Slim. Đây là một cái adapter dành cho những cái máy Mac hoặc là Win dùng cổng USB-C. Nó sẽ kết nối với máy tính của bạn qua cái cáp USB này, USB-C, và nó xuất ra được tới 8 cổng khác nhau. Ở đây là chúng ta có khe microSD nè, đầu đọc thẻ SD. Ở đây có thêm cái cổng USB-C để cấp nguồn. Cái cổng này nó hỗ trợ Power Delivery 100W lượng, nên các bạn có thể cắm cáp sạc vào và sạc máy tính luôn. Ở đây còn có cái cổng Ethernet. Ở đây còn thêm hai cổng USB-A và mini display port và HDMI để các bạn xuất hình ra máy chiếu hoặc là TV. Một cái điểm mà mình thích ở cái adapter này đó là nó được làm rất là tốt, chắc chắn, và cái vỏ nhôm làm đẹp, cái màu nó hợp với lại các bạn xài MacBook hoặc là cái máy màu đen thì nhìn nó rất là ngầu. Nó cũng nhỏ gọn hơn so với lại cái dòng HyperDrive Pro đời trước, cho nên là bạn đi đâu bạn cũng có thể vứt nó vào trong cái ba lô của mình. Cái cổng Ethernet này là một cái làm mình khá là thú vị, bởi vì nhìn ra thì nó rất là nhỏ. Ngay cả khi đã mở cái cổng này ra rồi thì bạn thấy là cái khe nó cũng khá là hẹp. Nhưng mà khi bạn gắn cáp vào như thế này thì nó vẫn vừa luôn. Đó, gắn vào rất là dễ dàng. Thì lúc đó cái tự bản thân cái ngàm, cái nắp bật này nó sẽ nới ra một chút và nó gắn được cái cáp vào. Tốc độ đo mà mình đo được khi mà dùng mấy cái cổng kết nối này thì nó gần như tương đương với lại khi các bạn gắn trực tiếp cái ổ cứng vào máy tính, ít nhất là với cái ổ của mình, đều vào khoảng 120 MB trên giây hết. Thì mình quan tâm tới cái này bởi vì nếu mà các bạn cắm qua adapter để truyền dữ liệu mà nó chậm hơn nhiều so với lại khi cắm vào trực tiếp vào máy thì nó khá là phiền. Một cái điểm mình chưa ưng ở ổ HyperDrive Slim này đó là cái cổng USB-C, mặc dù là hỗ trợ USB Delivery, Power Delivery 100W luôn, nhưng mà nó lại không truyền data được. Mình thử cắm ổ cứng hay là mình cắm điện thoại của mình vào thì cái cổng này nó không nhận, tức là nó chỉ dùng để sạc hơi uổng. Với những bạn xài máy tính mà có hai cổng C thì không có gì, nhưng mà một cổng chỉ như MacBook mà cần cắm thêm cái cổng này để mở thiết bị ngoại vi gì đó thì nó sẽ hơi phiền. Sạc thì không sao nha các bạn. Mình mua cái ổ này giá là 2,4 triệu, mình thấy có chỗ bán 2,4 triệu đến 2,5 triệu, tùy vào cái địa điểm mà bạn mua được. Trước mắt thì mình hài lòng với nó, để mình xài thử xem thêm là có vấn đề hay là có cái gì cần chia sẻ thêm với các bạn không thì mình sẽ update vào bài. Rồi, xin cảm ơn các bạn.